Mbappe chính thức trở lại danh sách thi đấu của PSG. Ở động thái mới nhất, PSG đã công bố danh sách 21 cầu thủ hành quân tới Toulouse tham dự trận đấu thuộc vòng 2 của Ligue 1. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự góp mặt của Kylian Mbappe. Trước đó ở trận mở màn gặp Lorient, Mbappe không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của PSG. Tiền đạo người Pháp đã theo dõi trận đấu trên khán đài sân Parc des Princes. Ban đầu thì PSG sẽ đe dọa để Mbappe ngồi dự bị cả mùa giải 2023-2024 sau khi tiền đạo này từ chối ký hợp đồng mới và cũng không chịu ra đi trong mùa hè này. Nhưng trong tuần qua, hai bên đã tìm được tiếng nói chung. Theo tờ L'Equipe, Mbappe vẫn kiên quyết không ký hợp đồng mới, nhưng chấp nhận hy sinh 150 triệu euro tiền thưởng để được thi đấu. Chưa rõ thỏa thuận giữa Mbappe và PSG, chỉ biết rằng tiền đạo này đã trở lại tập luyện cùng đội hình của PSG trong tuần qua. Huấn luyện viên Luis Enrique tỏ ra khá vui mừng với sự trở lại của hũ phá lưới World Cup 2022. Mbappe rất hoàn hảo theo những gì tôi thấy trên sân tập. Cậu ấy đã thể hiện rõ khao khát thi đấu và không gặp bất cứ vấn đề gì về tâm lý cả. Tôi rất vui khi sở hữu một cầu thủ đẳng cấp như vậy. Huấn luyện viên Enrique nói về sự trở lại của Mbappe. Lần gần nhất Mbappe ra sân thi đấu cho PSG là trận đấu gặp Clermont hồi đầu tháng 6. Đây là trận hạ màn của Ligue 1 mùa trước. Trong tour dự đấu mùa hè vừa qua, thì huấn luyện viên Enrique buộc phải gạt Mbappe khỏi danh sách vì đây là lệnh của lãnh đạo PSG. Theo bài Sport, Kylian Mbappe nhiều khả năng sẽ đá chính ở trận đấu gặp Toulouse vào đêm mai. Đây cũng sẽ là trận ra mắt của tân binh Ousmane Dembele. Sự trở lại của Mbappe hứa hẹn sẽ tạo nên sự khác biệt cho hàng công của PSG. Ở vòng mở màn, nhà đương kim vô địch Ligue 1 chơi áp đảo nhưng không thể ghi bàn nên đã bị Lorient cầm hòa với tỷ số 0-0. Inter Miami thuê vệ sĩ bảo vệ Messi theo cách độc lạ. Trước khi Messi chính thức đến Inter Miami, thủ môn Nick Schmaltman đã lên tiếng cảnh báo về đội bóng Mỹ. Theo thủ thành người Hà Lan, Inter Miami chưa sẵn sàng để đón một ngôi sao lớn như Messi. Cụ thể, Nick Schmaltman nói: "Theo cá nhân tôi, câu lạc bộ này chưa sẵn sàng đón Messi. Chúng tôi có một sân vận động tạm thời, mọi người có thể đi bộ trên sân, không có rào chắn bảo vệ. Chúng tôi cũng đến sân vận động trong tình trạng không có lực lượng an ninh bảo vệ. Tôi nghĩ chúng tôi chưa sẵn sàng cho sự xuất hiện của anh ấy." Phát ngôn thẳng thắn kể trên được cho là một trong những nguyên nhân khiến Nick Schmaltman bị Inter Miami cắt hợp đồng trước thời hạn. Inter Miami chấm dứt hợp đồng với cựu thủ thành của Feyenoord hồi đầu tháng này. Có thể là vì sân DRVPNK không đảm bảo an ninh như miêu tả của Nick Schmaltman, nên Inter Miami đã thuê một vệ sĩ bảo vệ Messi. Người này luôn theo sát Mpunga như hình với bóng. Đáng chú ý, vệ sĩ của Inter Miami được cắt cử chăm sóc Messi, bảo vệ Mpunga ngay trên sân trong những trận đấu. Cụ thể, người hâm mộ thường xuyên thấy người đàn ông này xuất hiện gần Messi mỗi khi Mpunga tiến sát đến đường biên. Việc đội bóng thuê vệ sĩ bảo vệ cầu thủ con cưng là điều thường thấy. Thế nhưng, cái cách thuê vệ sĩ bảo vệ cầu thủ đội nhà ngay trong trận đấu như Inter Miami là điều vô cùng hiếm thấy. Anas tiếp tục thất bại trong ngày Ronaldo trở lại. Sau danh hiệu đầu tiên Ả Rập Club Champions Cup, siêu sao Cristiano Ronaldo bước vào hành trình giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út cùng với Anas. Dù dính chấn thương, nhưng CR7 vẫn đá chính, sát cánh cùng Sadio Mane và Talisca trên hàng công của đội chủ nhà trong màn đối đầu ở vòng 2 trước Al Thawood. Được đánh giá cao hơn, nhưng mà Anas hoàn toàn bế tắc trong suốt 45 phút đầu tiên. Cơ hội dành cho Ronaldo và Mane trong hiệp 1 không nhiều. Đã thế ở phút 20, tiền đạo ngoại binh Leandre Tawamba là còn lập công giúp cho đội khách Al Thawood bất ngờ vượt lên. Còn nguyên thời gian của trận đấu để Anas sửa sai, thế nhưng đội chủ nhà càng chơi càng tệ. Ronaldo và các đồng đội không một lần tận dụng được cơ hội mình tạo ra. Mọi thứ chấm hết ở phút 90+6, Ahmed Bahousain đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Al Thawood. Như vậy, sau 2 trận mở màn Saudi Pro League, Anas đã toàn thua. Erik Ten Hag báo tin vui về Lisandro Martinez. Theo lịch thì MU sẽ chạm trán Tottenham Hotspur vào 23:30 đêm nay, ngày 19 tháng 8. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Tottenham Hotspur Stadium thuộc khuôn khổ vòng 2 Premier League. Trước trận sân khách đầu tiên của MU mùa này, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã báo tin vui về Lisandro Martinez. Cụ thể, chiến lược gia người Hà Lan cho hay tuyển thủ người Argentina đã bình phục chấn thương. Vì thế, Lisandro Martinez có thể sẵn sàng thi đấu trước Spurs. Cậu ấy đã trở lại tập luyện vào thứ năm. Vì vậy, tôi nghĩ cậu ấy sẵn sàng cho trận đấu này. Huấn luyện viên Erik Ten Hag trả lời cho câu hỏi về việc Lisandro Martinez có thể ra sân trước Tottenham hay không. Sở dĩ thông tin về Lisandro Martinez được quan tâm bởi hậu vệ 25 tuổi bị dính chấn thương nhẹ ở trận đấu gặp Wolverhampton ở vòng 1. Do đó, Lisandro Martinez đã phải rời sân nhường chỗ cho Lindelof ngay trong hiệp 1.
Thông tin Lisandro Martinez không chấn thương nặng là tín hiệu tích cực đối với MU, bởi lẽ tuyển thủ người Argentina là cầu thủ rất quan trọng của Quỷ Đỏ ở trung tâm hàng thủ. Harry Kane mở tài khoản tại Bundesliga. Sau thất bại tan nát ở siêu cúp Đức, Bayern Munich bước vào hành trình Bundesliga. Lần này, tân binh bom tấn Harry Kane đá chính và ngay lập tức tỏa sáng. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, Leroy Sané đã giúp Bayern Munich vượt lên. Người châm ngòi cho tuyển thủ Đức lập công không ai khác ngoài Harry Kane. Có bạn mở tỷ số từ rất sớm, nhưng phải đến phút 74, Bayern mới nhận được cách biệt thành công. Lần này Harry Kane chính là người ghi bàn cho Hùm Xám sau khi nhận đường truyền vừa tầm của Alphonso Davies. Cuối trận, Bayern còn có thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 90 và 90+4. Nhờ vậy, nhà Đức cựu vô địch ra quân thành công ở đấu trường Bundesliga. Còn với cá nhân Harry Kane, anh có thể phần nào giải tỏa áp lực với pha lập công đầu tiên trong áo của Hùm Xám xứ Bavaria. Siêu máy tính Opta dự đoán vòng 2 của Premier League. Cuối tuần này, các sân cỏ nước Anh sẽ tiếp tục sôi động trở lại với các trận đấu thuộc vòng 2 của Premier League. Tâm điểm đáng chú ý nhất là màn so tài giữa Tottenham và MU lúc 23:30 ngày 19 tháng 8. Trước vòng đấu này, máy tính công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo của Opta đã dự đoán kết quả trận đấu theo tỷ lệ phần trăm thắng, hòa và thua. Theo đó, ở trận đấu tâm điểm giữa Tottenham và MU, thầy trò Ange Postecoglou có cơ hội thắng cao hơn với tỷ lệ là 39.4%. Trong khi đó, tỷ lệ thắng của MU chỉ là 32.3%. Với dự đoán này, không loại trừ khả năng thầy trò Ten Hag sẽ phải nếm thất bại đầu tiên tại Premier League mùa giải này. MU đã khởi đầu Premier League 2023-2024 suôn sẻ với trận thắng Wolverhampton 1-0. Dù vậy, đây là trận đấu mà Quỷ Đỏ chơi không tốt như kỳ vọng. Theo máy tính AI của Opta, đội bóng có cơ hội thắng cao nhất ở vòng 2 Premier League là Liverpool. Tiếp đón Bournemouth tại Anfield, thầy trò Jurgen Klopp có cơ hội thắng lên đến 75.8%. Mùa trước khi tiếp đón đối thủ này, The Reds đã giành chiến thắng gây sốc với tỷ số là 9-0. Đội bóng có cơ hội thắng cao thứ hai là nhà đương kim vô địch Man City với tỷ lệ thắng là 69%. Newcastle đã khởi đầu mùa giải mới với màn hủy diệt Aston Villa 5-1, nhưng ở vòng 2 họ phải làm khách tại Etihad. Arsenal phải làm khách ở vòng 2 gặp Crystal Palace, nhưng vẫn có tỷ lệ thắng khá cao là 45.2%. Trong khi đó, trận derby London giữa West Ham và Chelsea có tỷ lệ khá cân bằng 34% và 36.6%. Ngoài ra, Aston Villa có tỷ lệ thắng cũng khá cao, 45.9% ở màn tiếp đón Everton. Ở vòng mở màn, thầy trò Unai Emery đã gây thất vọng khi để thua Newcastle với tỷ số là 1-5.